liên quan vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do các cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa có kết luận điều tra giai đoạn 2. Trong đó, cơ quan này đã đề nghị truy tố bị can Đặng Anh Tuấn, nguyên chánh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông Thông tin. Đáng chú ý, sau khi ra kết luận điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng có lên tiếng gửi đến Bộ Thông tin đề nghị xử lý nghĩa vụ cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng nhiều quan chức khác của Bộ vì có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Theo đó, thành quả điều tra xác định ngày 5 tháng 10 năm 2016, ông Tuấn ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh rét mức việc chấp hành luật pháp về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đoàn kiểm tra đã phát hiện hoạt động của 14 trò chơi mang yếu tố cờ bạc, trong đó có 10 trò chơi đặt máy chủ trong nước và 4 trò chơi đặt máy chủ ở nước ngoài. Game bài rất giúp tin. Lớp của công ty công nghệ cao và online có máy chủ đặt tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã có 3 lên tiếng đề xuất gửi ông Trương Minh Tuấn khi đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin. Sau đó, ông Tuấn có ý kiến chỉ dẫn theo đề xuất của đoàn kiểm tra tại lên tiếng số 1 và số 2, nhưng đến lên tiếng số 3 thì không có ý kiến chỉ dẫn mà còn đồng ý đề xuất của ông Đặng Anh Tuấn, chánh thanh tra Bộ Thông tin khi đó về việc dừng hoạt động của đoàn kiểm tra. Hành vi của Trương Minh Tuấn biểu lộ thiếu nghĩa vụ, không chỉ dẫn quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ dẫn của mình, dẫn đến đoàn kiểm tra phát hiện các trò chơi có dấu hiệu cờ bạc nhưng không kết luận và xử lý theo luật pháp của pháp luật, lên tiếng nêu rõ. Cũng theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ, từ đó các trò chơi có yếu tố cờ bạc trong đó có game bài rất giúp tin. Lớp dẫn nối tiếp hoạt động gây thành quả khác biệt nghiêm trọng cho xã hội. Tại cơ quan điều tra, ông Trương Minh Tuấn thừa nhận đã nhận được 3 lên tiếng của đoàn kiểm tra. Đối với lên tiếng số 3 kèm theo phiếu trình về dừng hoạt động của đoàn kiểm tra, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin đã bút phê đồng ý. Lý do đồng ý với phiếu trình, ông Trương Minh Tuấn khai do tin tưởng vào sự tham mưu đề xuất của chánh thanh tra Bộ Thông tin. Bản thân ông Trương Minh Tuấn cũng khai không có quan hệ, quen biết đối với công ty công nghệ cao và ông Lê. Do đó, cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi trên của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội thiếu nghĩa vụ gây thành quả nghiêm trọng được luật pháp tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, theo điều luật, thành quả là dấu hiệu cầm buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về vật chất và vật chất có định lượng, cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, lên tiếng của Công an Phú Thọ kết luận. Do vậy, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ không để ý xử lý nghĩa vụ hình sự ông Trương Minh Tuấn. Công an đề nghị Bộ Thông tin điều đình phối hợp với các ban, ngành liên quan để ý kiểm điểm, xử lý nghĩa vụ cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn theo luật pháp. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin là ông Nguyễn Bắc Song và Trương Minh Tuấn trong vụ Mobifone mua 95 cổ phần của công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu A. Trong đó, ông Tuấn và ông Song bị tạm giam đề nghị truy tố về tội vi phạm luật pháp về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây thành quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Theo tài liệu điều tra, quá trình thực hiện dự án, ông Tuấn đã được ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch A, nhiều lần gọi điện thúc giục tạo điều kiện thực hiện nhanh. Sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đến phòng làm việc riêng của ông Tuấn đưa số tiền 200.000 đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã để ý, quyết định thi hành kỷ luật bằng chế độ khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Bắc Song và Trương Minh Tuấn.